Cô mến chào các em học sinh khối lớp 5. Hôm nay chúng ta sẽ học bài khoa học ôn tập học kỳ 1. Khoa học ôn tập học kỳ 1. Cô mời các em cùng vào hoạt động 1. Các em sẽ làm việc với sách giáo khoa trang 68. Cô mời các em mở sách khoa học ra. Trong các bệnh sốt xuất huyết, sốt rét, viêm não, viêm gan A, S, bệnh nào lây qua cả đường sinh sản và đường máu? Cô mời các em dừng màn hình, suy nghĩ và trả lời. Trong các bệnh nêu trên thì bệnh S là bệnh lây qua cả đường sinh sản và đường máu. Chúng ta cùng tiếp tục thực hiện theo mẫu hình dưới đây. Bạn có thể phòng tránh được bệnh gì trong các bệnh sau? Sốt xuất huyết, sốt rét, viêm não, viêm gan A. Các em hãy nhìn bốn bức tranh, suy nghĩ và trả lời nhé. Thứ nhất, bạn nhỏ ngủ trên giường được giăng màn. Vậy ngủ màn để tránh bị muỗi đốt và phòng tránh được các bệnh như sốt xuất huyết, sốt rét, viêm não. Vì muỗi là động vật trung gian truyền các bệnh trên. Em quan sát bức tranh thứ hai. Bạn nhỏ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi đại tiện. Các em thấy làm như vậy để mình phòng tránh được bệnh viêm gan A, vì bệnh viêm gan A lây qua đường tiêu hóa. Là hình ảnh một bạn uống nước đun sôi để nguội. Vậy uống nước đã đun sôi để nguội làm như vậy để phòng được bệnh viêm gan A, vì trong nước lã có thể chứa nhiều mầm bệnh viêm gan A, mầm bệnh bị tiêu diệt trong nước sôi. Số 4, các em thấy chúng ta cần phải ăn chín để phòng bệnh viêm gan A, vì trong thức ăn sống hoặc thức ăn bị ôi thiêu thì sẽ chứa rất nhiều mầm bệnh. Vậy các em thấy việc thực hiện rửa tay trước khi ăn và sau khi đi đại tiện, ăn chín uống sôi còn phòng tránh được một số bệnh như run xám, tiêu chảy, thương hàn, vân vân. Như vậy để phòng tránh được một số bệnh thông thường, tốt nhất chúng ta nên giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh, giữ vệ sinh cá nhân thật tốt, mắt màng khi đi ngủ và thực hiện ăn chín uống sôi để giữ sức khỏe tốt các em nhé. 2. Thực hành. Các em hãy chọn 3 vật liệu đã học và hoàn thành bảng sau. 1. Số thứ tự. 2. Tên vật liệu. 3. Đặc điểm tính chất của vật liệu đó. Và 4. Là công dụng. Các em hãy dừng màn hình và thực hiện nhé. Sau đây là 3 vật liệu cô giới thiệu với các em. Thứ nhất là tre. Đặc điểm: cây tre mọc thẳng, cao khoảng 10-15 cm, thân rỗng ở bên trong gồm nhiều đốt thẳng, cứng, có tính đàn hồi. Công dụng: làm nhà, làm đồ dùng trong gia đình. Vật liệu thứ hai là nhôm. Màu trắng bạc, có ánh kim, có thể kéo thành sợi, giác mỏng, nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Nhôm không bị rỉ, tuy nhiên bị một số axit ăn mòn. Công dụng: chế tạo dụng cụ làm bếp, làm vỏ đồ hộp, khung cửa và một số bộ phận ô tô, tàu hỏa. Vật liệu thứ ba là đồng. Đồng có màu nâu đỏ, có ánh kim, dễ giác mỏng và kéo sợi, dẫn nhiệt và dẫn điện tốt. Công dụng của đồng: đồng được sử dụng làm đồ điện, dây điện, một số bộ phận của ô tô, tàu biển. Các em có thể nêu các vật liệu khác cũng được. Và chú ý, các em cần xem lại nội dung của những bài trước để xem mình đã thực hiện đúng đặc điểm, tính chất và công dụng của vật liệu mà mình chọn chưa nhé. Cô Tuyên Dương, bạn nào nhớ tốt những đặc điểm, tính chất và công dụng của các vật liệu?
Sau đây chúng ta sẽ củng cố kiến thức bằng trò chơi rung chuông vàng các em nhé. Câu số 1. Để làm cầu bắc qua sông, làm đường ray tàu hỏa, người ta sử dụng vật liệu nào? A. Nhôm, B. Đồng, C. Thép, D. Gang. Cô mời các em chọn. À, cô chúc mừng bạn nào chọn đáp án thép. Câu số 2. Để xây tường, lát sân, lát sàn nhà, người ta sử dụng vật liệu nào? À, đó là gạch. Cô chúc mừng bạn nào chọn đáp án A. Câu 3. Để sản xuất xi măng, tạc tượng, người ta sử dụng vật liệu nào? A. Đồng, B. Sắt, C. Đá vôi, D. Nhôm. Cô chúc mừng bạn nào chọn đáp án C. Đá vôi. Câu 4. Để dệt thành vải, may quần áo, chăn, màn, người ta sử dụng vật liệu nào? À, đó là đáp án A, tơ sợi. Cô chúc mừng những bạn nào chọn đáp án A. Hoạt động 3. Cô mời các em cùng tham gia trò chơi ô chữ kỳ diệu. Câu số 1. Quá trình trứng kết hợp với tinh trùng được gọi là gì? Cô mời các em nêu. À, các em hãy kiểm xem đáp án của mình có trùng với đáp án của cô không nhé. Đó là sự thụ tinh. Câu 2. Em bé nằm trong bụng mẹ được gọi là gì? Cô mời các em cùng xem đáp án. À, gọi là bào thai. Giai đoạn cơ thể bắt đầu phát triển nhanh về chiều cao, cân nặng và được đánh dấu bằng sự xuất hiện kinh nguyệt lần đầu ở con gái và sự xuất tinh lần đầu ở con trai được gọi là gì? À, cô chúc mừng bạn nào chọn đúng từ dậy thì để điền vào ô chữ của chúng ta. Dòng thứ tư, giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con sang người lớn trong cuộc đời của mỗi con người được gọi là gì? À, đó là vị thành niên. Dòng 5. Từ nào được dùng để chỉ giai đoạn hoàn thiện của con người về mặt thể chất, tinh thần và xã hội? À, đó là trưởng thành. Dòng số 6 có 3 chữ cái. Từ nào được dùng để chỉ con người bước vào giai đoạn cuối cuộc đời? À, đó là từ già. Dòng 7. Chúng ta sẽ có 6 chữ cái. Nội dung câu hỏi của dòng 7. Bệnh nào do một loại ký sinh trùng gây ra và bị lây truyền do mũi Anopheles? À, đó là sốt rét. Cô chúc mừng bạn nào chọn đúng từ sốt rét. Dòng số 8. Bệnh nào do một loại virus gây ra và bị lây truyền do mũi vằn? À, cô tin rằng các em dễ dàng chọn được, đó là bệnh sốt xuất huyết. Ở dòng thứ 9 có 7 chữ cái. Bệnh này do một loại virus gây ra. Virus này có thể sống trong máu gia súc, chim, chuột, khỉ. Bệnh lây truyền do mũi hút máu các con vật bị bệnh rồi truyền virus gây bệnh sang người. À, đó chính là bệnh viêm não. Cô chúc mừng bạn nào trả lời đúng dòng số 9. Dòng số 10, ô chữ của chúng ta gồm 8 chữ cái. Bệnh này do một loại virus gây ra và lây truyền qua đường tiêu hóa. Người mắc bệnh này có thể bị sốt nhẹ, đau ở vùng bụng bên phải, phần gần gan, chán ăn. À, đó chính là bệnh viêm gan A. Bạn nào đã hoàn thành xuất sắc trò chơi này, chứng tỏ rằng các bạn đã nắm tốt kiến thức về môn khoa học. Cô chúc mừng tất cả các bạn đó. Về nhà các em ôn lại bài, chuẩn bị cho lần sau chúng ta ôn tập kiểm tra học kỳ. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi.
Cô thân ái mến chào tất cả các em.